Thưa các bạn, nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11, tác giả Nguyễn Thị Tính xin chúc mừng các thầy cô lời chúc thân thương và tốt đẹp nhất. Tính trân trọng kính chúc các thầy cô ngày ý nghĩa này thật nhiều niềm vui, hạnh phúc, mãn nguyện bên đồng nghiệp và học trò thân yêu. Kính chúc các thầy cô gặt hái nhiều thành công rực rỡ trong sự nghiệp trồng người cũng như trong cuộc sống tương lai phía trước. Bác Hồ kính yêu của chúng ta đã có thời gian làm thầy giáo tại ngôi trường Dục Thanh, Phan Thiết. Lịch sử còn ghi lại dấu ấn của thầy. Khi đọc tìm hiểu lại trào dâng niềm xúc động, thương nhớ bác khôn nguôi. Mời các bạn nghe bài thơ Nhớ thương thầy Nguyễn Tất Thành, tác giả Nguyễn Thị Tính, diễn ngâm Mạnh Hùng. Bác đã dạy trường Dục Thanh Phan Thiết, còn lưu danh tên thầy Nguyễn Tất Thành. Con nhà nho vốn kiến thức tinh anh, thầy nhận giảng môn Hán văn quốc ngữ. Bài thầy dạy xen kèm môn lịch sử, chuyện Bà Trưng, Bà Triệu, Tương Anh Hùng, chuyện Ngô Quyền, Trần Hưng Đạo, Quang Trung, bao thế hệ chống ngoại bang xâm lấn, khiến kẻ ác thế thua cùng bại trận. Thầy chất chồng máu xối chảy thành sông. Truyền các em sức mạnh giống tiên rồng, trò thấu hiểu thầy khơi nguồn dẫn dắt. Lời thầy giảng nghe âm vang dịu dặt, thầy ân cần căn dặn các trò ngoan. Chữ là mắt, không có nó sẽ mù hẳn hoàn toàn, thiếu con chữ người ta càng bé nhỏ. Trước vạn vật dưới gầm trời đâu rõ, tự biến mình vật sai khiến hy sinh. Trò ngồi đây hãy tự hỏi chính mình, học con chữ để thành người cứu nước, hay học để lo vinh thân bằng được tình thầy trò như máu thịt người thân. Phút chia xa thầy lưu luyến ân cần, để lại bức thư trò rưng rưng lệ. Thương thầy quá giữa cuộc đời dâu bề, cảnh đau lòng khi nước mất nhà tan. Đêm năm canh giọt nước mắt ứa tràn, réo thúc giục thầy tìm hình của nước. Thầy phải bước không thể nào khác được, các trò ơi, thầy tạm biệt chia xa.
biết các em dành tình cảm mặn mà, yêu trân quý nhưng thầy không ở lại. Khi chuyện kể còn dài đêm mãi mãi, tổ quốc mình trước mối họa xâm lăng. Thầy biết đi bao gian khó nhọc nhằn, nhưng mơ ước một ngày mai độc lập. Cứ níu gọi thầy dấn thân bước gấp, không thể rồi gặp tất cả các em. Bước lên đường thầy sáng chói niềm tin, hồn nước gọi thầy trở thành phụ bếp. Bàn tay trắng thầy làm không mệt mỏi, cuộc hành trình gian khổ mấy mười năm. Nếm mật nằm gai, bão tố thăng trầm, đích đến phải tìm con đường giải phóng. Đưa tổ quốc lên tầm cao khát vọng, ôi yêu sao thầy giao nguyện tất thành. Lãnh tụ thiên tài rực rỡ Hồ Chí Minh, nhà văn hóa kiệt xuất tên người thầy vĩ đại. Của cách mạng Việt Nam còn lưu danh sáng mãi, hiến trọn đời mình sống vì nước mình.